Trên biển đảo Hắc Dương, Ninh Thuận là vùng đỉnh khổ lành xưa cuồng cá mương. Bưng phồng sai hòn liệp him nằm bể, đỉnh đòn mết há, trắng mi bưng có mày tắm nòi, trắng nhang đầy. Hà và có cực bền bón bú bồng ma ít nhá xứ Việt Nam. Phồng bú ma ít thái có cực bền bón xế xanh bú bồng, cầm tó đầy các phà lành lau nặng phồng nghỉ. Phồng đình Ninh Thuận quay bì xí mua và khổ lạnh. Hà và luôn khổ lạnh nỉ cò búc búa dần mương chóng hanh búc bồng bưng tàng má núi buồn giòn. Cánh mát ít lần nừng cuồng bưng tàng mát nặn. Làng nằm bể Thái An khòng huyện Ninh Hải là bón bú mái ít lại xưa khòng Ninh Thuận cuồng cá mương. Bưng xuân mái ít khèo chăn, ma bôi, cò tròi xón xế luông hòn khèm nặng phồng mi nằm phố nòi. Nàng nỉ phân lại dần mương trắng bú ma ít. Trước đây cái vùng này là vùng chuyên trồng bắp đậu. Con nỉ là phồng trường phú khảo ly mát thúa, le chúng phía dưới sườn khóng sau hỏi vì mua điều thôi. Và phà trang đét trang phồn hứa chi mi hiệp thù, và phà lảnh lau hứa có báo đầy thù xăng. Mai ít nỉ bò mẹ ở mắc bú té bàng kỳ cầu xíp, nhang xuân mai ít thái an nỉ, có quảng chéo họ sóng hỏi hecta, số phường cổng lò ngon đìn khòng xuân cá mương, bú chúa, nàng nỉ, để phà đìn nhôm sòng hở lúc hòn dền. Sương nằn bú có cơ đầy lăng kỳ xưa, té nằn dần mương phân lại nhài mắc bú mai ít, cánh cà kiên cắp tàng má nỉ. Có mấy ít trọng đầy và lành lau, ha và cỏ lưng mi bồng nhằn cắt hải chưa phà phồn đét bóng ngầu, bò hay mè na, bú ma ít đầy sáng chờ, hàng mử đầy cà kiên cắp xuân má khổng trầu. Nả viên nỉ hạc mở khổng dấn mương phòng đầy cả thôm cắp xuân mai ít. Nàng bón bóng mít bo khổ ngài đỉ cùng viên sư dần khai na, dần mương cỏ lưng sáo hù lung bảy trừ, cánh nho súng lai đỉ viên sư dần. Có nỉ Ninh Thuận trắng cú tò cò carigan nhăn khé lò có mấy ít tành. Làng bí bắt nừng cầu hồi cầu xếp xí, mi tướng lại chừa mấy ít đầy nhài mắc vũ hạ dần mương.
lăng áo không trở lại nhưng mời nhưng đầy khai quảng phải bưng con bú vùng sáo hồ lại chữa mấy ít mắng. Nho này thì nó rất đa dạng. Mấy ít nỉ hư mi lại lô hòm hương lá cành, tàm tòi từng con kình, mi con hề ai mắt muông mắt nhàn, vừa và mi lô hòm hương, sương nằn trắng khẽ là mấy ít kẹo. Mà ít hồng nhật lần nưng cuồng bưng tàng má đầy bú lại cánh cứ đầy cả con sùng xưa về sớ tàng cò má ứng. Nhưng mưa nhưng mi lại chừa mấy ít, nặng Ninh Thuận, tròi tướm tên sở bưng tàng má nặng Việt Nam. Côn bố mấy ít để ép hồ tướm là việc qua ỉn, tàng có búp bồng buồn giọt nỉ, có mi luông hanh nếu chưa khé mắc quả giảm. Dù cứ thành phố ngột ngột lại khôn, đẩy ma nặng xuân ma ít khéo chăn rú rến theo nỉ, lắng phương mở dây viên nát núi có hình nát trở lại, ma ít núi chọp chọp hát và có kính chép lại, mi đẩy xuân ma neo nỉ có đẩy ngắm hót côn bú bồng khỏi đù, khóc mò neo đờ trắng mi đẩy, xương nỉ. Mà ít Ninh Thuận nhưng mở nhưng đầy lại tàng côn hồ hót cánh đầy khai nặng trơn lạt, nặng nghỉ bò mè hát cà kiên, cắp phía chế biến vầy nhặt vào lăng đỉ trường khòng. Vương trường xương mứt mà ít xì dô mà ít khổ bòm đầy lại côn sủ giống mặc sử. Vương trường xương mà ít nặng Ninh Thuận đầy khai ó quảng, bòm nằn là đôi kỳ rú không dấn mơ nhưng mở nhưng đầy nhót xuống khẩn. Tà đình bố mấy ít nặng Ninh Thuận đầy khải quảng. Làng đòn bề Thái An nhưng mở nhưng đầy Thái Kinh bánh nửa, đây kinh rú không bò mè nhưng ím bò nó bòm sữa con. Xỉm tang qua ỉn chết hỏi bài sòng Cát Kiên, Ninh Thuận, Khánh Hòa, có ta khu ngay đi, vầy khé sáo hù họt, làng ma ít, liệp him nằm bể. Nàng nghỉ côn bố ma ít, lân sớ chờ cắp nà việc.